Kính chào quý thính giả đã trở lại kênh Chuyện Ma Hàn Bảo Kể. Quý thính giả nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ cũng như là tiếp thêm động lực cho Bảo quý thính giả nha. Kênh Chuyện Ma Hàn Bảo Kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong buổi tối kể chuyện đêm nay, Bảo xin gửi đến các bạn một câu chuyện rất là hiếm trên kênh của Bảo. Thì câu chuyện này được chính người trải qua có kể cho Bảo nghe và kể lại với một tâm thế rất là buồn. Câu chuyện được chú Danh chia sẻ kể lại cho Bảo nghe. Thì câu chuyện này năm nay thì chú Danh đã được 59 tuổi rồi các bạn. Và chú chia sẻ là lúc đó đó chú mới có khoảng là 17 tuổi thôi, là xảy ra cái câu chuyện nó dằng dài cho đến khi mà chú 32 tuổi thì mới hết. Thì câu chuyện nó như thế này. Lúc đó đó chú Danh trong gia đình đó, có nhiều anh em lắm. Thì ba má của chú Danh á khó tính và cực kỳ bảo thủ. Mà không may một chỗ là chú Danh đó các bạn, chú nói tuy thân xác chú là con trai nhưng mà chú lại có cái tâm hồn của con gái. Thì lúc đó nó do là cái thời điểm đó chú kể á mang một cái tính cách như vậy á các bạn, rất là bị kỳ thị chứ không có thoải mái như mình bây giờ. Lúc đó mà giống như gia đình mà có đứa con vậy á, bị hàng xóm chê cười rồi bị người ta kỳ thị, giống như lợi gần người ta không thích, người ta ghét, người ta xua đuổi. Chú Danh thì nói là lúc đó mặc dù là chú có cái tính như vậy, muốn làm con gái, nhưng mà khi mà chú tiếp xúc với mọi người kiểu như chú cũng bình thường, chứ chú không có phải mà giống như những cái mà sờ soạn hay là cái này cái kia khi mà lợi gần con trai. Mặc dù chú nói lợi gần những cái bạn trai á, chú rất là thích, có điều là chú không có làm vậy, chú kiềm chế được. Thì một cái sự việc như thế này, có một cái chú khác, cái chú này ở gần nhà cách chừng ba cái số à, mà cái kiểu như lúc đó cũng đi chơi rồi gặp chung đồ chơi chung đồ thời gian các bạn. Thì chú đó tên là chú Tiến. Cái chú Tiến đó đó thì lúc đó là cũng hơn chú Danh khoảng 3 tuổi, chú Tiến 20 tuổi. Thì chú Tiến có một cái người bạn gái. Cái người bạn gái này Bảo kêu là cô Hồng đi ha. Thì cô Hồng đó đó mới quen với lại chú Tiến. Nhưng mà sau đó quen chỉ được khoảng chừng một năm mấy thôi thì chú Tiến chủ động chia tay cô Hồng và nói lời thương với lại chú Danh. Chú khẳng định được cái giới tính của chú rồi cho nên là chú nói thương chú Danh. Thì hai người thương nhau các bạn. Mà hồi đó thì cái việc mà cái hình dáng con trai thương với con trai đó, đối với thời điểm đó thôi nha, thì đối với trong mắt của người ta đó là một cái việc vô cùng phản cảm. Và cái việc mà hai người quen nhau như vậy cuối cùng thì cũng bị gia đình phát hiện. Đương nhiên cả gia đình hai bên đều không ai chấp nhận cả. Thậm chí là đánh đập, chửi rủa, thậm chí là có những cái làng làm rất là lớn. Thì ngoài cái chuyện mà gia đình phản đối, hàng xóm kỳ thị ra, khiến cho hai người rất là đau khổ và buồn. Thì cũng có một cái vấn đề nữa là cái cô Hồng đó đó các bạn. Cô Hồng đó cổ dại dột vì giống như là cổ thương cái chú Tiến này quá đi. Thì sau đó cổ mới nghĩ quẩn. Chính vì cái sự nghĩ quẩn đó làm cho ông chú Tiến ông cũng buồn lắm. Nhưng mà dẫu sao á, ông cũng rất là thương chú Danh nha. Thì hai người cũng lén lút mà qua lại như vậy. Được đâu khoảng chừng nửa năm thì lúc này chú Tiến mới đi qua nói với chú Danh á. Chú kể là như vậy. Chú kể là bữa đó chú
cũng là đi đâu chơi đó, giờ chú đi về. Hồi đường hồi đó thì đường đất không à, mà cái hôm đó là cái lúc mà đang chơi là trời mưa, thì sau đó mưa nó ngưng một tiếng mấy đồng hồ chú Tiến mới đi về. Thì đi là chú đi bộ nha, mà hồi đó thì đường nó đường đất á, cho nên sình lầy nó dính vô dép á, đi một đoạn như vậy á, thí dụ như mưa mà đang mưa thì các bạn đi bình thường không sao, còn mà nó tạnh mưa khoảng tiếng mấy đồng hồ thì có một số đất nó ý vậy á, nó sẽ dính vô cái dép và phải dừng lại để mà đập cái chỉnh da rồi đi tiếp. Trên cái con đường lúc đó là khoảng 9 giờ mấy 10 giờ rồi, cho nên là nó rất là vắng, gần như là không có ai qua lại cả. Thì chú Tiến đang đi á, cái chú mới gặp một cái bóng người mặc cái áo đỏ. Mà hồi đó các bạn, như cái lời của chú Danh nói thì thời điểm đó ít có người mặc đồ đỏ lắm, ban đêm ban hôm ít ai mặc đồ đỏ lắm. Cái quần thì vẫn mặc quần kiểu mà bình thường màu đen thôi, nhưng mà cái áo là màu đỏ nha. Thì ông chú Tiến ông mới gặp đi, mà do ông không có suy nghĩ gì nhiều cho nên á, cũng đập đập cái dép xong rồi mới đi. Thì đi một đoạn thì mới thấy cái người bóng đỏ đi ở ngoài trước á, xa xa như kiểu mà ở cuối cái tầm mắt. Dòm cái thấy cái bóng đỏ đó đang đi vậy, cái tự nhiên mất tiêu. Thì cả người của chú Tiến nổi da gà hết trơn nha, lạnh người hết trơn á. Một hồi sau cái cũng lấy lại bình tĩnh rồi đi lẹ về nhà đi, chứ bây giờ không đứng đây hoài. Thì cái lúc đó đó, đi một hồi cái cảm giác ở phía sau có người đi bẹp bẹp ở phía sau á, chú Tiến mới quay mặt lại. Thì chú la toán lên rồi các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì chú Tiến quay mặt lại thấy cái người đó là cô Hồng các bạn. Thì lúc đó cũng có nghe nói cô Hồng khi chết là cô mặc cái đồ màu đỏ, kiểu như cô hận tình hay sao đó. Tự nhiên gặp một cái nhưng mà nó chớp nhón khoảng trong vòng 2 giây thôi là mất tiêu rồi nha. Chú quá sợ rồi. Chú chạy mà chú nói cho tê lên tê xuống, mình mẩy xin lầy hết trơn mà chú cũng dán chú chạy. Thì bắt đầu từ cái hôm đó kể như là bị ám ảnh. Và đêm đêm chú ngủ chú nằm mơ, chú cứ thấy cô Hồng đó cổ dời với những cái hình thù rất là rung rợn, rất là đáng sợ luôn. Mặt mày cứ bằng phờ phạc hết trơn á. Thì cha mẹ của chú á, tuy là thấy như vậy nhưng mà nghĩ thằng này nó đi chơi, nó không chịu ngủ thì nó bị như vậy thôi. Với lại kiểu như cũng giận cái việc mà chú Tiến thương yêu chú Danh đó, bởi vậy là không có nói gì tới rồi. Bình thường chú Tiến nói là không có tâm sự với cha mẹ được, tại lợi gần là ông bà cứ nhớ tới cái chuyện đó, ông bà chửi hoài à. Bởi vậy muốn nói mà nói không được. Mà trong nhà chú Tiến á, ngặt một cái là chỉ có chú Tiến là người anh trai thôi, còn lại là ba đứa em gái. Và ba đứa em thì nó cũng không hiểu chuyện. Đi ra đường cái người này nói: ô, nhỏ này anh nó là bóng. Cái mấy người em á, về cái kiểu là tại anh mà tôi phải mang tiếng vậy đó. Người ta cười chơi tôi á, giết rồi cũng đâu có còn anh em nói chuyện gì được đâu. Đó thì sau đó đó, chú mới chịu không được rồi. Mà cái người chú tâm sự duy nhất là chú Danh. Cái chú mới qua chú nói là bây giờ anh vậy đó, anh gặp cái vong linh của cái hồn của Hồng, giờ anh sợ quá rồi, em tính làm sao. Thì chú Danh mới nói: thôi bây giờ nếu mà vậy á, đi coi thầy đi. Chú Tiến mới nói: tiền bạc đâu coi thầy, anh đâu có tiền đâu. Chú Danh á thì cũng không có tiền các bạn. Thì nói chung là cái gia cảnh của hai bên gia đình á, không đến đổi nghèo, cũng trung bình. Nhưng mà do có tính cách như vậy đó, cái cha mẹ ít có cho tiền lắm. Chú Danh nói: thôi để được từ em kiếm đường, em giúp anh. Thì chú Danh lúc đó về thì có ăn cắp tiền trong nhà các bạn, giống như để giúp cho cái người mình yêu đó. Thì ăn cắp tiền mới đi, mới dắt chú Tiến đi. Lúc đó được người ta chỉ là một cái bà thầy. Thì bà thầy này bà mới cho mấy cái lá bùa, rồi bà dặn là tối về ngủ á, một cái lá bùa thì để ở dưới gối nằm, một lá bùa đeo trong người. Rồi tỏi á, là phải lặn vô trong người. Nhưng mà những cái lúc đi đâu ra ngoài thì bỏ tỏi nghe, còn lúc ngủ là không có được bỏ tỏi. Đó, thì bà dặn vậy. Về cái hai người mới bàn với nhau là làm y chang như cái lời bà thầy. Chú Tiến thì do là gặp cái vong hồn của cô Hồng đó, bởi vậy mới sợ, đâu có dám đi chơi đêm nữa đâu. Nhờ có cái bùa đó hay sao đó mà yên đâu được cỡ chừng một tháng mấy á, là chú Tiến lại tiếp tục ngủ và nằm mơ thấy cô Hồng cổ về.
có lúc cũng bóp cổ nữa. Cho nên á, chú Tiến quá sợ rồi mới chạy qua nói. Rồi lại một lần nữa chú Danh xin tiền không được, cho nên chú Danh ăn cắp. Và lần thứ hai này, cái lúc mà ăn cắp á, ăn cắp tiền trong nhà đó, thì gia đình không biết, nhưng mà chú Danh dắt chú Tiến đi lên trên bà thầy. Thì chú Danh nói là cũng không có may, giống như cái năm mấy cái năm mà nó xui rủi nó đến với mình á, gặp ngay cái bà thầy này, bà không có phải là bà không biết, bà biết, bà cũng giỏi, nhưng mà con cái là bà không muốn chịu cho dứt, để bà lấy tiền hoài các bạn. Thì lên trên đó bà cũng đưa bùa, về cũng yên, yên đâu được một tháng trời đấy. Nhưng mà cái lúc mà về là chú Danh về nhà là bị phát hiện rồi, bị phát hiện ăn cắp tiền. Thì đối với gia đình mà nói, thì lúc đó không có suy nghĩ là chú Danh lấy tiền ra giúp người yêu gì cả, mà chỉ suy nghĩ là thằng này con nhỏ, giống như là kêu chú Danh là thằng không à, chứ không có kêu là con nhỏ. Nhưng mà cái kiểu giống như nghĩ trong đầu á, là nó lấy tiền ra, nó cho chai. Nhà cũng trung bình chứ đâu phải cái nhà giàu có gì đâu, mà chứ để nó trong nhà kiểu này hoài, nó làm cái kiểu này hoài, hàng xóm ta biết thứ nhất là bị cười, thứ hai á tiền bạc trong nhà chắc hết với nó. Thành thử ra là chú Danh kể mà chú Danh khóc. Chú nói là lúc đó đó gia đình đối xử với chú rất là buồn, nhưng mà chú biết cái hành động của chú là sai, thì chú cũng không có dám quán trách. Có điều cái tình trạng của chú Tiến á, thì nó cứ như vậy hoài các bạn, cứ lâu lâu là nó bị một lần, lâu lâu là nó bị một lần. Chú Danh thì cũng đi ra mằn mụn, nhưng mà chú cũng nói á, là cái thể chất của chú là đàn bà con gái, cho nên là cái sức lực của chú đi làm á không có được, không có làm nổi như người ta. Mà hồi đó là chủ yếu là những cái việc nặng không à, chứ đâu có việc mà nhẹ nhàng này nọ để màng đâu, dưới quê mà các bạn. Bởi vậy là không có tiền, không đủ tiền. Thì ông chú Tiến bên kia ổng cũng đi làm thuê làm mướn này nọ rồi, nhưng mà cái tuổi đó thì giống như cũng làm mấy cái chuyện không có được nhiều tiền. Có nghĩa là mặc dù hai người cố gắng nhưng vẫn không đủ tiền để hàng tháng đi lên trên bà thầy đó để xin bùa đó. Thì nhiều lần như vậy đi, cái có một cái chị đó đó, chị này là cũng LGBT, thì chị mới nói cũng lên mượn tiền chị đó. Chú Danh nói là rất là mang ơn cái chị đó. Cái chị đó lúc đó là cái tên thật thì chú Danh không có nói, mà cái tên mà giống như để muốn kêu gọi thường ngày đó, thì chị tự đặt cho chị cái tên là Lệ Na. Thì thường thường kêu chị Na. Thì chị Na này chị có tiền là bởi vì chị có công việc chị làm, chị mới cho tiền cho mượn rồi đó, lần nữa trả cho chị. Con cái là chị cho mượn chứ chị không có đòi, giống như chị cũng thương cùng giới tính với chị đó các bạn. Thì cô Na đó lúc đó cô mới nói đâu để cho tao đi với tụi bay làng. Cái cô Na đó còn mới dắt chú Danh với chú Tiến đi lên chỗ bà thầy. Do là cái cô Na này cô cũng có kinh nghiệm, cho nên là cô đi lên trên đó, đi về thì cô không có nói gì nha. Từ đó cô không có nói gì, nhưng mà về á, cô nói là cái bà này bà chị được, nhưng mà kiểu như là bà không muốn chị cho dứt, để bà lấy tiền tụi bay. May mà nhờ cái cô Na nó cô phát hiện ra cái đó. Thì cô Na này cô nói á, bây giờ á, thường thường bà cho bùa vậy là yên ổn đâu, cũng tháng phải không, là thằng Tiến không có bị ám phải không. Dạ cỡ tháng vậy là không sao, nhưng mà qua tháng là hình như là đều bị. Có lúc thì bị nằm mơ, có lúc thì chú Tiến thấy cái hình dáng của cô Hồng phớt qua phớt lại những khi mà ổng đi ra ngoài á, và đặc biệt là những cái lúc ổng đi mằn á các bạn, đi mằn trong đồng trong bái là những cái chỗ vắng đó, thì lâu lâu cái nghe tiếng kêu Hình Thiên kêu vậy đó. Bởi vậy là chú Tiến chú rất là sợ. Cái cô Na này cũng mới nói thì thôi bây giờ để tao về tao kiếm, tao kiếm coi là có cái ông thầy nào khác hay không, tao chỉ mày đi, chứ mày đi bà thầy này hoài riết rồi không có hết. Cũng cảm ơn cô Na, rồi cái hai người mới đi về. Thì lúc đó đó đâu cỡ chừng nửa tháng sau thì cô Na này cổ mới tìm được một cái ông thầy. Thì cổ mới nói là đi với cổ, hai đứa bay đi với tao, đi lên trên đó ông thầy này chỉ tụi bay chắc được nè. Thì lên trên đó rồi mới ông thầy này ông nói để tôi về tôi coi làm sao. Ông mới đi theo về, ông theo ông về á, cái ông mới đi lại gần ông coi và ông kêu là chỉ cái mồ mả của cái cô Hồng đó. Cái cô Na thì
Cổ là một cái người rất là có tâm nha các bạn. Chú Danh nói là bây giờ cũng rất là mang ơn cổ. Cổ mới nói là thầy ơi, nhỏ đó cũng tội nghiệp, thầy lại coi mộ chứ được, thầy đừng có yếm bùa yếm gì lên trên mộ chứ nghe. Trời đất ơi, ai mà làm cái chuyện thắt đức vậy cô. Tôi là tôi lên trên đó tôi coi tình hình để tôi giúp thôi. Cái ông mới đi ông coi, chỉ ông cái mộ á, ông mới đi ra ngoài đó ông coi. Ông coi xong rồi tối về ông mới lập cái đàn. Lập cái đàn nhỏ thôi giống như cái bàn cúng thôi. Ông mới ra ông cúng, cúng xong xuôi đâu đó rồi thì nghe nói là cái đêm đó ông có nói chuyện với cái vong linh của cô Hồng. Thì cô Hồng có nói là tôi không đi đâu hết trơn á, tại thằng đó là tôi mới chết đó, với tại cái con đó, ý là nói chú Danh á, là tôi không có tha cho hai đứa này à. Thì ông thầy ông mới giải thích, ông nói á, cái tình duyên á thì của ai nấy được, đôi khi cũng thương yêu vậy, nhưng mà cái duyên nó không có đủ, cái duyên cái nợ nó không có đủ, cô đâu có trách người ta được. Thì cái vong linh cô Hồng này cô không chịu. Nhưng mà cái chấp niệm lúc đó cổ không có nhận ra là cái hành động của cổ là sai. Mà nói nào ngay á, thì cái cô Hồng này các bạn, nói mà cổ nghĩ quẳng nó cũng không có đúng nữa. Thì sau này chú Danh mới biết nha, là kiểu như á, cổ ở nhà đó, thì cái lúc mà cổ chia tay với lại chú Tiến á, thì cái việc mà quen nhau thì không hợp rồi chia tay là cái chuyện đó hết sức bình thường các bạn. Không hợp mà sao có sống có hạnh phúc. Đó, thì cái cô Hồng đó đó, cổ mới buồn thì cũng có buồn, nhưng mà sau đó nghe nói là cổ vẫn quen một người. Và khi cổ quen cái người đó đó, một thời gian ngắn, cái người đó cũng chia tay cổ đó. Thì do là cái tính tình của cổ đó, thì hai ba thứ cộng lại, cộng với con gái con lứa mà giống như hồi thời điểm đó mà đi chơi khuya này nọ các bạn, thì không có được thoải mái như mình bây giờ đâu. Hàng xóm người ta sẽ chơi cười này nọ rồi cha mẹ mới chửi là sinh ra nghỉ quẳng thôi, chứ không phải là 100% thuộc về chú Tiến. Cái ông thầy á, ông mới nói nếu mà vậy không được, vậy là cô hại người ta đó. Thì thương nhau thì quen nhau mà không hợp thì thôi, chứ sao mà cô đi làm cái chuyện vậy, rồi bây giờ cô trách ngược người ta. Cái ông thầy ông mới đi về, ông mới kể cho nghe vậy đó. Thì ông mới nói thôi ta cho hai đứa bay mỗi đứa một lá bùa. Ông nghe cái cô Na đó, cô kể ông thầy này cũng tốt đi. Thì ông lấy tiền, thấy đại khái cái tiền xe ông đi tới đi lui thôi, chứ ông không có lấy tiền nhiều. Cũng cảm ơn thầy đã giữ lắm. Cái ông mới đi về. Thì sau khi mà có cái lá bùa đó đó, mỗi người một lá bùa đó, thì yên ổn các bạn. Cỡ như chú Tiến là không có bị cái vong linh cô Hồng đó theo phá hay là cái gì nữa hết trơn. Nhưng mà tiếp theo á, thì hai người rất là buồn và đau lòng, là bởi vì hai bên gia đình á, chẳng những là không chấp nhận cái chuyện này, mà khi mà thấy chú Danh nè, chú Hoa, chú nói chú mang ơn chị Na đó, mà chị Na nói chị tốt, cái cô Na nó có tốt, rồi qua nói chuyện với cổ này nọ, gia đình mới thấy đi, người ta về nó cũng nói, rồi cái gia đình mới qua bển là theo kiểu là mày dụ dỗ con tao để cho con tao giống mày. Thì đương nhiên cô Na có đâu có chấp nhận cái chuyện đó. Cổ mới mấy lần đầu thì cổ còn không nói nha, cổ thương chú Danh chú Tiến cổ không nói, nhưng mấy lần sau cổ cự lời quá trời, cổ chửi lại, cổ nói là tụi nó hay là tôi nè, có cái máu như vậy mà tụi tôi muốn hả, tụi tôi đâu có được chọn đâu, tôi đâu có chọn lựa như vậy đâu, mà tại cái hình dáng của tôi trời sinh ra như vậy rồi, mà ông bà sinh ra nó mà không hiểu được con cái, nghe người ta nói này nói nọ cái dời hành hạ con mình lên mấy người có đúng không, thì kiểu giống như đuối lý. Nhưng mà thật chắc mà nói thì cái thời điểm đó theo như chú Danh nói là vẫn còn rất là nhiều người người ta kỳ thị cái giới tính đó, thành thử ra đó là rất là buồn. Và nhầm khi người tốt thì người tốt, nhưng mà cái cô Na thì cũng có lúc cổ giận, cô nói thôi tụi bay đừng có qua đây nữa, tụi bay qua đây nữa thì mấy con tao bị ăn chửi ăn rủa, người ta đi chửi lộn với cha mẹ tụi bay đó. Thì hai người á buồn chỉ biết tâm sự với nhau thôi, mà mỗi lần đi như vậy là phải tránh né người này tránh né người kia, rồi thậm chí đi ở trước là nghe ở sau người ta nói rồi, tuổi thân lắm các bạn. Nó nhỏ đó, đó đó thằng đó đó nó vậy đó là nó con gái đó, nó thương với thằng đó đó. Trời ơi, hai đứa thấy gớm này nọ, nghe nói những cái câu từ như vậy á buồn não nề luôn. Thì hai người cũng thương nhau quá dữ đi, cho nên là quyết tâm để mà sinh gia đình.
chính thức xin gia đình kêu bằng quỳ lại gian sinh luôn các bạn. Mà cuối cùng thì cái chặng đó chú Danh nói á, không được, không được chấp nhận. Và thậm chí trong cái lúc mà xin vậy đó thì cái tâm trạng nó dâng trào á, hai người cứ ráng xin mà kêu gào lên vào hàng xóm người ta coi đó, mà đâu có hiểu được cái tâm lý đâu. Cái lúc đó cái cha mẹ của chú Danh thấy vậy, thấy hàng xóm người ta coi, người ta cười, càng lúc càng nóng chứ không có xin được. Và bên chú Tiến cũng y chang vậy. Thì cuối cùng hai người mới đưa ra một cái quyết định là thôi bây giờ gia đình không chấp nhận rồi, mà nếu như ở trong nhà hoài thì cũng không có đáp ứng được cái nguyện vọng của gia đình. Là thí dụ như hai người có vợ sao mà có vợ được, cứ lởn vởn trong nhà hoài thì cũng chỉ làm cho cha mẹ tức giận thêm thôi. Hai người mới đưa ra một cái quyết định là dắt nhau đi. Thì chú Danh nói thời điểm đó thì nó không có giống như gia đình, nó cũng bận rộn các kiểu, không có kiểm soát được nhiều như vậy đâu. Thì cái việc đi nó cũng rất là dễ. Chú Danh nói chú nhớ nhắc là kỹ cái ngày đó. Bản thân của chú Danh á, là dắt chú Tiến qua. Cái bây giờ đã khuya rồi, nghe 10 giờ mấy rồi. Là mới hai người mới quỳ trước cái nhà của chú Danh á, là mới lại vô trong nhà. Rồi xong rồi cái chú Tiến với chú Danh lại đi qua nhà chú Tiến, cũng làm y chang vậy, cũng lại trong nhà giống như là tụi con đi. Tụi con ráng kiếm sống, không có làm cha mẹ buồn nữa. Rồi sau này có gì tụi con về, cha mẹ không chấp nhận thì tụi con cũng đi. Đó. Cái hai người mới đi. Mà bây giờ lúc đó giống như cái tuổi nó cũng còn trẻ đó các bạn, cũng không biết đi đâu. Tâm trạng muốn đi thì muốn đi đại vậy thôi. Cái gom đồ này nọ. Thì cái người mà có thể giúp đỡ duy nhất là cô Na. Cái mới đi qua bên nhà cô Na. Thì cái cô Na này các bạn, cổ là con của cái bà mẹ của cô Na là bà Tư. Thì bà Tư này có mình cô Na là con à. Cô Na thì giống như lúc đó là cổ ăn dọn thành gái rồi. Thì cổ mẹ của cổ cũng nói thôi, vì có hai mẹ con đùm bọc với nhau, lỡ con mình nói vậy rồi thôi cũng chịu. Mà cô Na cổ có hiếu lắm nha. Thì cổ mới nói á, cổ qua rồi hai người mà nửa đêm nửa hôm kêu cửa cổ. Cổ ra cổ mở cửa. Cổ mở cửa thì cổ thấy vậy cổ cũng thương, cổ cũng tội nghiệp. Nó hai đứa bay còn trẻ vậy, rồi cổ đi biết bươn chải với cái gì đâu. Với lại cái giới tính của tụi bay á, đi mà có xa xa muốn mằng ăn này nọ cũng khó, sức lực cũng không có nữa. Thì thôi bây giờ vậy, tao nói vậy coi bay chịu không. Bây giờ tao, hồi đó đó, tao có đi là đi theo kiểu đoàn hát. Thì bây giờ tao nhờ mấy bay ở nhà tao ít ngày đi, rồi tao đi lên trên đó tao nhờ giả người ta coi sao, cô có vô làm cái tay chân chạy giặt được hay không. Cái mới đi hỏi các bạn, cô Na nó có bỏ thời gian cho cô đi hỏi. Thì cuối cùng được, được cái mới kêu hai người đi. Mà mỗi lần gánh hát là đi bằng tách gián á. Nó bây giờ á, máy bay phải ở nhà tao cỡ 1 tháng. Thì cái đoàn hát đó đó, họ mới về đây, họ gần đây nè, cách đây mấy cái số họ biểu diễn nè. Thì lúc đó Tháp Tùng với họ đi luôn. Nhưng mà mấy cái bữa đó bay không có được làm, bay ở nhà, đợi tới cái ngày mà người ta chuẩn bị đi á, thì tao dắt bay lợi, rồi bay đi theo người ta. Tao cũng có người quen trong đó, thì mày cứ đi theo ông đó, ông chỉ mày làm gì mày làm cái nấy. Cái hai người quá khứ mừng rồi các bạn. Thì cái lúc đi á, cô Na cũng cho ít tiền nữa. Cô nói ráng nha tụi bay, ráng đi mà chịu nhịn, chịu nhục, chịu khó để có tiền nuôi sống bản thân. Còn cái việc mà gia đình sau này thì tao nghĩ chắc cũng hiểu cho tụi bay. Mà yên tâm đi, bay đi trước đi. Má tao bây giờ bả đang yếu, đang bệnh. Thì không phải tao chù bả, nhưng mà tao phụng dưỡng cho má. Khi nào má tao mất thì tao cũng đi. Tao cũng đi lên trên đó đó. Cái hai người mới quỳ lại chị cô Na các bạn, kiểu mà mang cái ơn của cô Na lớn. Thì lúc đó sau đó mới đi. Đoàn hát về này nó ít ngày xong cái bắt đầu cái hai người đi. Đi thì lên cái ông đó thì bảo sẽ gọi ông đó là ông Năm nha. Thì cái bình thường hai người kia bằng chú. Thì cái ông Năm này ông cũng tốt tính. Ông cũng nghe cô Na kể lễ như vậy rồi. Đáng lý do là trong đoàn hát cũng không có cần nữa đâu. Mà thấy kể lễ thương tâm quá đi. Cái ông mới năn nỉ cái ông bầu á. Đó, thì cuối cùng mới đi. Thì cái đoàn này cũng không phải là một cái đoàn gì quá nổi tiếng các bạn. Cũng không ít có khi nào có cái nghệ sĩ nổi tiếng gì hát trong cái đoàn này lắm. Mà kiểu như là cây nhà lá vườn á. Hồi đó rất là nhiều những cái đoàn như vậy nha các bạn.
cũng đóng tuồng được, cũng ăn mặc cổ trang hay hoặc là xã hội nào cũng đóng tuồng được, nhưng mà đóng theo kiểu ăn theo á. Mà hồi đó thì cái kiểu như là những cái đoàn hát như vậy á, cái giá tiền nó sẽ rẻ, gấp vé vào sẽ rẻ, còn có những cái người nghệ sĩ nổi tiếng á thì đương nhiên nó sẽ mắc, và gần như là người ta cũng thích thích được gặp nghệ sĩ nổi tiếng là người ta khoái rồi, nhưng mà cũng có những cái đoàn như vậy người ta cũng rất là thích. Nhưng mà đó nó cái thời đó là cái thời mà gánh hát đồ rất là đông, thì lúc mình đi vô á, cái ông Năm này nè, ông mới nói là thôi bây giờ á, cái thằng này là chỉ chú Danh đó các bạn, mày phụ việc cơm nước, còn thằng Tiến á, mày cũng có cái sức hơn là thằng Danh thì mày đi theo tao đó, sắp xếp bàn ghế đồ này nọ các kiểu mày phụ, mày này nhắm làm được không. Thì hồi đó nó cũng cực lắm nha, nhưng mà thấy cái tướng cũng còn nhỏ nè, cho nên lúc thời gian ban đầu người chỉ để cho mấy cái chú lực lưỡng này nọ khuân giác lúc mà lên xuống. Thì theo như cái lời mà chú Danh kể á, cái lúc mà cực nhất á là cái lúc mà đoàn di chuyển từ cái chỗ này qua cái chỗ khác, đem lên dựng rạp các kiểu này nọ đó các bạn, thì nó cực cái lúc đó, và lúc dọn dẹp nó cực. Còn bình thường mà khi mà dạp chuẩn bị vô cái biểu diễn đó, thì những cái người cực là những cái người giống như âm thanh, ánh sáng, rồi nhạc, bọng các kiểu đó. Chứ còn những người như chú Danh, chú Tiến thì thường là giấc tối chỉ phụ vặt những cái việc vặt thôi, cũng không đến nỗi cực. Thì ông Nam ông có nói như vậy nè, ông nói á, mình đi lưu diễn như vậy đó, có khi á, ma cỏ rồi nó nhát dữ lắm nghe bay. Tại vì thường ở những cái chỗ tốt để ngủ các bạn thì được mấy cái anh đào chính trong cái tuồng á, mấy anh kép với mấy cô đào rồi đó, là ngủ đã chọn mấy cái vị trí tốt ngủ hết trơn rồi. Thì những người như theo phụ như vậy nè, may mắn cái chỗ nào mà có nhà cửa của người dân á, xin người ta cho ngủ nhờ ở ngoài trước hay này nọ, dân mùng ngủ được á thì ngủ, còn không được á thì cũng kiếm đại cái chỗ nào ở dưới cái rạp sân khấu rồi cả kẹ ngủ các bạn. Thì cái việc ăn ngủ lúc đó chú Danh nói rất là khó khăn. Thì trong cái lúc đi thời điểm đó có gặp ma nhiều lần chứ không phải ít. Chú Danh nhớ nhất là một cái lần đoàn đang biểu diễn thì trời mưa. Trời mưa như vậy là cũng như là diễn mới có được nửa tuần rồi các bạn, thì trời mưa. Cái khán giả mà hồi đó thì đâu có kiểu mà được biểu diễn trong sân khấu, mấy cái đoàn này thì đâu có được biểu diễn trong sân khấu có mái che này nọ đâu, toàn là những cái bãi đất trống không à. Thì mưa như vậy là người ta phải bỏ người ta chạy về. Thì có người cũng khó khăn đòi vé, nhưng mà cũng có người đã thông cảm. Thì cách giải quyết của ông bầu á là kiểu như thôi bây giờ giảm nửa vé, như coi nửa tuồng thì thôi bây giờ giảm nửa vé, ngày mai mấy cái người mà cần giảm nó thì lợi thì sẽ thâu nửa vé thôi. Đó, thì do là cái lúc đó nhiều người họ nói đuôi nhau theo kiểu là để ngày mai được giảm giá đó, cái thành ra công việc á nó bị giặt tới đầu 11 giờ mấy mới xong. Mà cái đêm đó thì những cái vị trí tốt như Bảo đã nói á, là người ta đã chọn chỗ ngủ hết trơn rồi, chọn chỗ ngủ tốt hết trơn rồi, không mưa gió là cũng không có tạt tới người ta. Hay hoặc là những người khác á, thì những người mà có cái vị trí tốt hơn thì tốt sau mấy cái người mà đào kép á, thì họ ngủ dưới ghe, dưới tấp gián á. Còn bây giờ mưa gió như vậy nè thì không có chỗ ngủ các bạn, không có chỗ ngủ. Và chỗ đó thì nó cũng không có nhà dân ở gần nữa, cũng không có xin ngủ được nữa. Mà giờ đó khuya lắc khuya lơ lợi xin ta cũng đâu có được đâu. Mà cái tình trạng này không phải là một đôi lần. Là trước giờ đi theo cũng lúc đó là đi theo cũng được 2 năm mấy rồi, là cũng nhiều lần rồi. Cái chú Danh với chú Tiến á mới là bàn với nhau, nói thôi bây giờ mình đi kiếm cái chỗ nào đại đại mà có cây che này nọ mình ngủ đi, lỡ có mưa thì thức, có mưa thì kiếm chỗ nào nó giống như che được thì ngồi dậy thức các bạn. Thì mới vừa lỡ cái chỗ đó thì mới thiêu thiêu ngủ được chút xíu, nhưng mệt quá thiêu thiêu ngủ được chút xíu à, là ông trời ông mưa lần nữa tránh cho đó ra. Xong rồi tới chừng mà hết mưa rồi cũng đảo lại chỗ đó, mà đâu có giăng mùng được đâu, chỗ đó nó đâu có trống đến độ mà có thể giăng cái mùng lên. Ngủ là một người ngủ một người thức, hai người mới tính với nhau, một người ngủ một người thức. Thì lúc đó đó chú Tiến chú ngủ trước,
Tại vì thường ngày chú Tiến làm việc mệt nhọc hơn là chú Danh. Chú Danh vậy cơm nước để nội phụ. Cái mới cầm cái quạt, quạt. Chú Danh cầm cái quạt quạt cho chú Tiến ngủ. Thì giống như ngủ mấy tiếng đồng hồ xong rồi sẽ dậy để mà quạt ngược lại cho chú Danh, quạt mũi á. Mà các bạn biết á, có cái mền đắp đại mà lúc đó lót, lót đồ á các bạn. Lót gì? Mấy cái rơm lót nha. Rồi mà trong vàng có mấy cái tấm mũ á các bạn. Rồi mà thường thường mà nếu muốn mục rồi đó thì ông bầu cũng bỏ ra ông mua cái mới á, thì xin mấy cái đó lợi, cái giáp 3-4 miếng lợi thành một cái niệm vậy thôi. Cái mới chạy ra ngủ. Thì lúc đó chú nói là lợi ngủ là ngủ ở tại gốc cây. Gốc cây đó thì cái chỗ đó nó cao nha, cho nên là nó không có bị động nước. Nằm thì nó không có được phẳng vậy đâu, không phải phẳng như các bạn nằm trên cái đất mình bây giờ, đất bằng này nọ đâu. Nó nhô 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 hơi hơi á, thì chỗ nào nhô á lấy rơm nhét vô cho nó bằng, nằm. Cái đang nằm ngủ, chị chú Tiến ngủ vậy thì chú Danh lúc đó cũng buồn ngủ dữ lắm nhưng mà dáng thức, cầm quạt 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 vậy nè. Rồi đang quạt vậy các bạn. Cái mới nghe ở đằng trước á, giống như hai ba người mà giỡn hết với nhau này nọ ở ngoài trước, phía xa xa vậy đó. Giỡn hết. Quê nhà mà cũng như giống như đi cái đoàn hát á, thì đêm đêm cũng có những người người ta không có ngủ được hay hoặc người ta đi chơi đó. Rồi người ta nhậu nhẹt, người ta giỡn cũng hết sức là bình thường. Cho nên chú Danh cũng không có bận tâm đó. Cái hồi cái giống như là đang quạt, đang dờn chú Tiến vậy nè. Thì mới nghe cái tiếng xô với xào. Kiểu như chỉ là cái chỗ hai người đang nằm á. Thì chú Danh mới sợ là bị kiếm chuyện. Ngủ chỗ này thì cách cái chỗ cái rạp á, là đâu cỡ 100 mấy 200 thước là. Chưa chắc la mà đằng đó ta nghe. Rồi sợ là bị kiếm chuyện, cái việc mà bị kiếm chuyện cũng có khá là nhiều. Cái chú Danh mới nói trong bụng là thôi bây giờ lỡ mai có lợi thì mình có kiếm chuyện thì dáng mà nhịn, chứ mình làm đâu có lợi người ta đâu. Đó. Thì mấy người đó mới đứng đó chỉ chỗ hoài mà đi lợi thì không có đi lợi nha. Chú Danh cứ hồi hộp hoài, cứ sợ mấy người này đi lợi sẽ kiếm chuyện mình. Cái một hồi sau cái nghe kêu. Ê, kêu vậy đó. Mà dòm giáo giác rồi đâu có ai, chỉ có mình thôi. Chú Danh mới biết là kêu rồi, nó kiếm chuyện rồi. Cái mới dòm lên cũng làm bộ theo kiểu là cười, hỏi là nghe tiếng đàn ông mà thì hỏi ủa cái gì vậy anh? Thì cái người đó mới nói là lại biểu ơi. Chú Danh đâu có dám lợi. Thì lúc này theo cái phản xạ ra mới kêu chú Tiến. Anh ơi, dậy mình đi chỗ khác anh ơi. Có mấy người nhậu xỉn vô hay gì đó hỏi kiếm chuyện mình đi kìa, đứng đằng kia kìa. Mà lúc mà hỏi là chú Danh cúi mặt xuống để mà like chú Tiến nha. Chú Tiến mới tỉnh dậy, chú Tiến, ồ cái gì em? Làm như có người kiếm chuyện mình anh ơi. Đang đằng kia kìa. Thì khi mà nói như vậy các bạn, cái chú Tiến mới ngước lên chú Tiến dòm. Và chú Danh cũng ngước theo dòm để mà chỉ cho chú Tiến. Nhưng mà lúc đó không thấy ai. Mất tiêu. Ủa, mới rõ ràng đứng đó mà sao em mới về cúi xuống kêu anh mất tiêu rồi. Thì cả hai người nổi da gà dằn dằn lên biến gặp ma rồi. Mới lờm cờm đứng dậy. Mới đi xéo lại đằng cái chỗ kia. Tại vì biết cái chỗ kia nó xa xa chỗ kia có mấy cái anh mà cũng giống như hai người vậy đó. Cũng ngủ đại á. Cái mới đi lại đó rồi. Tá túc với người ta ở đó. Chứ không có dám ở riêng. Đó một lần. Thì qua 2-3 đêm sau, giống như tuồng hát mà thường thường mấy cái đoàn vậy người ta hát mấy đêm lắm. Chứ thường mấy cái đoàn mà nổi tiếng người ta hát 1 hoặc 2 đêm là cùng. Cái 3 ngày sau, 3 đêm sau nha. Thì trong 3 đêm chỉ hát được 1 đêm thôi. Và cái đêm hát được là cái đêm trước á. Còn cái đêm nay là cái đêm thứ 3 nè, là không có hát được. Cái nhưng mà đỡ cái là trời không có mưa. Mấy anh em thấy không hát không có được rồi, thì bữa tối đó rảnh đó, mới rủ nhau. Mấy anh em trong công đoàn khuân vác, mấy cái người mà làm hậu cần đâu nè, mới rủ với nhau là đi lại cái quán cái bà đó đó, ở cách cái chỗ mình là chừng 300 thước à. Bà có bán cháo, thì lại chỗ đó anh em mình nhậu đó, kiểu mà nhậu cháo. Thì lúc đó chú Danh với chú Tiến cũng biết nhậu. Đi xúm nhau mới đi lần đó. Thì nói chung là chú Danh chú Tiến á, bữa đó nhậu cũng xỉn, hai người xỉn trơn rồi. Giờ mới kéo nhau đi về. Thì mấy anh em mới nói nhau là trời bữa nay không có mưa. Thì mấy anh em mình niệm của đứa nào á thì giáp với nhau, nằm ngủ ở dưới cái bệ sân khấu ở trên sân khấu ngay xuống vậy nè. Cái mới nằm ngủ các bạn. Nằm sắp lớp vậy đó nha. Thì lúc đó chú Danh nói là cỡ 14 người.
kể cả hai người luôn là 14 người. Mà chú Danh với chú Tiến á, là ngủ là theo cái kiểu là cái vị trí á nha, tính từ ở trên cái sân khấu đi xuống là số 1, số 1, số 2, số 3, số 4, thì chú Tiến với chú Danh hai người nằm kế nhau và nằm ở cái vị trí số 11 và số 12. Thì phía bên cạnh nữa là còn hai người nữa. Nhưng mà do xỉn á, từ Mạnh Nai về rồi xong nằm xong ngủ thì khoảng cách như mọi người với nhau thì khoảng chừng một thước, thước hơn à. Cái đang ngủ như vậy cái nghe giống như là chú Danh á, chú Danh lần này chú Danh nữa nha, chú Danh mới nghe cái tiếng vỗ tay. Nghe cái tiếng vỗ tay bạch vậy nè. Thì ngủ được một giấc rồi, cái nghe cái tiếng vỗ tay vậy nó, ủa sao giờ này mà ai vỗ tay? Thường thường sân khấu hát có những cái đoạn hay, cái đoạn hài thì bà khán giả người ta hay cười, người ta vỗ tay. Còn bây giờ mình nhớ mình ngủ xỉn, mình ngủ bên nay đâu có hát được đâu mà có người vỗ tay. Chú Danh mới ban đầu thì không có quan tâm, nhưng mà vỗ đến cái lần thứ hai á, vỗ tay nghe, nghe thấy vỗ tay đàng hoàng. Chú Danh mới lờm cờm ngồi dậy đi. Thì nó cũng tối hù tối thui rồi các bạn, chứ nó đâu có ánh sáng gì đâu. Chú mới quay mặt ra chú dòm. Chú dòm thì cái khoảng sân để mà chứa khách ở trong đó nó cũng rộng lắm. Tại vì cái đó cái sân trống nó rộng lắm. Chú mới dòm ra thì chú hết hồn hết vía các bạn. Chú không ú a ú ớ luôn, chú không dám nói một tiếng nào. Chú thấy đâu cỡ hai mươi mấy người vậy? Là người thì ngồi, người thì đứng, có người nằm nữa. Rạ ra mà ta nói cách chú á nha, khá là xa nha. Ví dụ như cái nguyên cái vị trí từ cái sân khấu ra tới cái cửa mà ra vô á. Ví dụ như là nó 60 thước đi, thì cái vị trí mà cái nhóm này đứng á, là cỡ chừng cách mọi người là đâu khoảng chừng 40 thước. Nó gần ngoài cái cửa ngoài á, trời tối. Trời ơi, chú thấy một cái chú quảng hồn ở trên, quảng hồn quảng vía, chú không có dám ú a ú ớ. Tại vì chú biết rõ cái giờ này á, là cái cửa ngoài đó là cũng đóng hết trơn à. Mà ai đâu mà đi vô làm gì, mà vô lần mấy chục người đứng đó vỗ tay. Chú biết ma rồi, chú đâu có dám dòm đâu. Chú mới quay mặt vô trong sân khấu. Chú quay mặt vô trong sân khấu các bạn. Chú đâu có dám dòm ra ngoài đó. Cái cũng yên tới đêm sau. Đêm sau cũng không hát được nữa. Thì đêm nay thì không có nhậu. Mọi người chỉ là người này thì đói thì đi ăn cháo, ăn mì, ăn gì đó, ăn xong về nói chuyện rồi ngủ. Nhưng mà cũng ngủ xớp lớp như vậy đó nha. Giống như đêm trước ngủ cũng vậy, thấy cũng vui, rồi thôi đêm nay ngủ nữa. Thì hai người á, là chú Danh có cởi chú Tiến nghe là tối hôm em gặp vậy, vậy, vậy đó. Thì hai người mới nói thôi bây giờ mình ngủ sát cho chồng đi. Do là có chủ định từ trước rồi, cho nên hai người mới ngủ lại từ trên sân khấu ngay xuống vậy nè. Mà xuống là xuống xéo xuống nha các bạn, chứ không phải là ngay cứng đờ vậy nha. Xéo xuống đó, giống như cái vị trí là cách cái sân khấu là đâu có chừng 5 thước. Thì chú Tiến sợ, chú Danh sợ, cho nên là chú Tiến nằm ngoài, chú Danh nằm trong. Là nằm ở chí chú Tiến là số 1, chú Danh là số 2, rồi trải dài ra. Cái đêm đó mới ngủ, cũng ngủ được giấc rồi, ngủ được giấc thì mới nghe giống như là người ta hát vậy đó. Mà trong đoàn hát thì thường thường mấy cái người này người kia hát nghêu ngao là cái chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà khuya thì đâu có ai mà hát. Cái chú Danh này cũng đang say ngủ vậy, cái liêm diêm vậy, cái mở mắt ra các bạn, dòm lên trên sân khấu, thấy ba cái bóng trắng đứng trên đó diện nó hát hay sao ạ. Ba cái bóng trắng nha, tóc dài thòn vậy đó, xõa ra rồi nhảy qua nhảy lợi, nhảy qua nhảy lợi, mà cái tiếng nửa rên mà nửa hát làm gì đó các bạn. Thì quá sợ rồi, cứ mới quay mặt vô, quay mặt ngược ra, cái mặt ngược ra, cái mới dòm ra ngoài đó theo kiểu là cái phản xạ thôi, dòm ra ngoài đó lại nhón lên thấy nhóm người ngoài đó đứng giống như đứng vỗ tay đang coi ba người này hát như đây. Trời đất ơi, ổng thấy rồi, chú Danh ổng thấy rồi à. Ổng gục cái mặt vô trong cái ngực của ông chú Tiến. Cái chú Tiến ổng cái gì vậy em, nữa thấy nữa anh ơi. Thì chú Tiến biết rồi, cho nên là chú Tiến che, chú Tiến ôm. Thì sáng ra là chú Danh nói chú Danh bệnh các bạn. Bệnh ta kêu bằng 5-7 ngày không hết. Đó. Cái đoàn mới thấy là mưa gió vậy hoài, đi chỗ nào nó cũng vậy. Thôi cũng ráng bám trụ chỗ này. Thì trong 7 ngày đó hát được có 2 đêm. Đó. Thì đến cái ngày đó mà thấy hoài bệnh hoài không có hết đi. Càng ngày thì càng mệt trong mình mà say sẩm mặt mày hoài. Tuy là những ngày sau á, do là cái ông Năm á, ông mới nghe nói là thằng Danh nó gặp vậy đó, ông mới kéo xuống dưới ghe ngủ.
thì không có gặp nữa, nhưng mà cái bệnh thì nó không có hết. Thấy vậy ông Năm nó không được rồi, bà ơi giờ phải đi mua đồ cúng mới được, cúng mới hết, chứ bây giờ là để vậy không hết. Chú Danh nó sợ lắm các bạn, trong lòng chỉ suy nghĩ là ráng ráng mong chờ làm sao cho cái đòn này đi khỏi chỗ này. Hồi đó giờ đi hai trong vòng gần 2 năm trời gặp ma cũng khá là nhiều lần nha, nhưng mà chưa có lần nào mà nó rõ ràng, nó rùng rợn như cái lần này. Thì cúng mới canh, mà ngặt một cái là ba đêm sau đêm nào cũng hát được hết. Cái không có thời gian để cúng thì bệnh cứ vậy hoài. Rồi bình thường á, nằm ở dưới ghe đó là chú Tiến phải xin nghỉ để ở dưới giữ, chứ không có dám mà lên trên đây, sợ ở dưới có chuyện. Cái qua 3 ngày ông Năm ông mới mua đồ. Ông nói, ông bầu cũng nói là khoảng hát đêm nay nữa là sáng mai đi á, cho nên là tối nay giá nào ta cũng phải cúng cho hai đứa bay. Thì tối đêm đó hát xong rồi khuya rạch khuya lơ gì không biết, ông Năm ông cúng. Mà cúng cái này là phải né ông bầu nha các bạn, tại vì bình thường đi đến một cái địa điểm nào á thì ông bầu cũng cúng hết. Ông cúng hết và gần như ngày nào ông cũng cúng hết trơn á. Thì thường ông cúng như vậy á, ông bầu thì có những ông tính tình mỗi người mỗi khác. Riêng cái ông bầu này á là ông nói là chỉ ông cúng thôi nghe, tụi bay không được cúng nha. Thì đằng sợ ông lắm, đâu có dám cãi ông. Cái ông thấy là chỉ có những ngày mưa thôi là không hát được thôi, còn ngoài ra những ngày mà hát được là ngày nào khách cũng đông hết trơn. Bởi vậy người nào cũng bậy bạ đâu có cho. Kể cho ông nghe cái vụ của chú Danh á, thì ông cũng kiểu như ông không có quan tâm tới. Cái ông Năm thì ông biết rồi, phải cúng mới hết. Ông mới lén ông đi ông mua đồ này nọ xong xuôi rồi ông mới nói với lại mấy anh em mà khuân vác với nhau ở trong đoàn á. Nếu mà chú Danh nói, nếu mà chú Danh hay chú Tiến nói thì không có được đâu các bạn. Mai nhờ ông Năm nói. Ông nói thôi mấy ông bay tối nay tôi cúng cho nó tội nghiệp nó, mà bay cũng đừng ai nói với ông bầu. Đó, thì cuối cùng mới cúng. Cúng xong rồi thiệt các bạn, sáng hết trơn. Mà ông Năm ông cũng thương đi, ông mới thấy như vậy. Sáng ra trước khi mà ghe rời bến á, đang khuân vác vậy ông lên cúng cái nữa cho chắc ăn. Thì sau đó hết. Đó, thì có nói chung là những cái chuyện mà gặp ma phớt phớt hay chỗ này chỗ kia, ngủ trong đình hay ngủ nhà dân này nọ, nhiều khi gặp á các bạn, nhiều khi bị đuổi đi á là cũng gặp hoài à. Nhưng mà mấy cái đó thì chú Danh nói là cũng thường thôi, cho nên là chú Danh chỉ cỡ lướt qua thôi. Đó, thì hai người mới đi theo cái đoàn đó được khoảng chừng thêm một năm mấy nữa thì cái đoàn đó rã. Cái đoàn đó rã. Cái mọi người mới đi qua cái đoàn khác. Đó. Nhưng mà trong cái thời gian mà chuẩn bị đi qua cái đoàn khác đó là hai người có trở về cái chỗ của cô Na, cũng lén lút về nhà nhưng mà không có vô nhà. Lại tới cái nhà của cô Na đó mới nói chị ơi, bây giờ tụi em cái đoàn này rã rồi chị ơi. Thì cái cô Na là có nói là tụi bay có hỏi coi là ông chú Năm ông đi cái đoàn nào không. Thì hai người có hỏi và ông Năm ông có hẹn là giống như là khi mà ông vững trong cái đoàn đó rồi đó thì tụi bay cứ bắt tin ở chỗ đó vậy đó, biết cái đoàn đó lưu diễn ở đâu á thì đi tới đó tao ra tao xin cho, tao phải gặp tụi bay trước tao mới dám xin. Thì hồi đó nó khó lắm các bạn, chứ đâu phải như mình bây giờ mà có điện thoại liên lạc đâu. Nó mấy ông mới liên lạc làm sao đâu. Ông Năm ông chỉ nói là coi cái đoàn hỏi thăm người ta, giống như dân trong nghề hỏi thăm qua lại là người ta biết à. Như ông nói thì dụ ông đi cái đoàn AB gì đó thì hỏi thăm dân trong nghề này nọ thì người ta biết cái đoàn đó bây giờ đang hát ở đâu người ta biết. Cái cô Na thì lúc này còn mới nói, tại vì do mới về mấy chị em gặp nhau mới nói chuyện nhưng chưa để ý. Tới cuối cùng thì còn mới nói là má chị mắc cỡ hơn nửa năm rồi. Tao tính đợi mãn năm tao mới đi. Nhưng mà thấy hai tụi bay như vậy á, đi qua cái đoàn khác. Rồi ông chú Năm á, ông cũng chân ướt chân ráo, mới qua đoàn khác thì ông cũng như mình thôi, sợ là che chở tụi bay không được. Thì thôi bây giờ sẵn vậy thôi, tao đi với tụi bay luôn. Đó, thì bắt đầu từ đó là cái cô Na này cũng mới đi chung với chú Danh và chú Tiến. Cái mới hỏi thăm người ta là cũng nói chung cũng vất vả lắm thì mới tìm được cái đoàn hát đang hát như vậy đó. Cái đợi giống như đi tới thì lúc đó là khoảng 8 giờ là đoàn đang hát, không có dám vô hỏi. Đợi cho tan rồi á mới vô hỏi. Hỏi thì vô cuộc cũng may mắn gặp được ông Năm. Ông Năm mới nói thôi bây giờ vậy, tao mới có vô à. Thì bây giờ đoàn đang hát á, tụi bay cứ vô tụi bay phụ.
giống như những cái lúc nè chuẩn bị này nọ đó, mày vô bay phụ đi, mà dán làm vô cho có gì tao tao nói cho nó dễ một chút. Thì mấy chị em rồi mới vô phụ. Vô phụ là không có lấy lương nha các bạn. Cái được đâu cỡ chừng 5 ngày như vậy thì đoàn mới chuẩn bị đi. Đó thì lúc đó chú Năm trước đó cũng nói mấy ngày rồi. Thì cuối cùng ông bầu cũng thấy rồi, mấy đứa này nó cũng siêng năng này nọ, ông mới nhận vô, nhận ba chị em vô. Thì mới vô. Vô đó đi theo cái đoàn đó thì nó đi được khoảng 4 năm. Khoảng 4 năm. Thì lúc đó chị Na đó có xích mích với một cái người ở trong đó và xảy ra ẩu đả. Đương nhiên là chú Tiến với chú Danh là binh. Thì cuối cùng là phải bỏ cái đoàn đó. Thì tính ra thì thời điểm đó là cũng 20, chú Tiến cũng 28 tuổi rồi. Chú Tán cũng 28 tuổi và chú Danh thì là cũng 25 tuổi rồi. Thì nói chung là cô Na thì lúc đó là cổ cũng ba mấy tuổi rồi các bạn. Cái cô Na này thì cổ giống như cổ nhạy bén lắm. Với lại cái cổ đi tới đâu cổ quen biết tới đó à. Cổ có lời lẽ này nọ. Thì cô Na đó, cổ mới nói thôi bây giờ tụi mình đi theo cái đoàn á, thì những người này người nào có sức, ta cần những người có sức, sức lực tốt, rồi nhanh nhẹn nhạy bén các kiểu, rồi có những người có cái giọng hát nữa, nhưng mà cái giọng hát của mình thì không có thể nào mà hát lót được cho ai hết trơn, thì sẽ không có tương lai. Tại vì cái người thí dụ như cái ông này hát lót thì còn khó thay thế, hay hoặc là cái ông kia sức khỏe mạnh thì cũng khó thay thế. Và những người ta rành nghề á, thì cũng khó thay thế. Còn những người như nấu cơm, phụ việc vặt như ba chị em á, thì kể như là có cũng được mà không có người ta kêu người khác. Cũng chẳng sao, vì vậy mà ít có ai quan tâm tới lắm. Thì lúc này cô Nai mới nói là bây giờ tụi mình lúc đó mới đi về Sài Gòn đó các bạn. Đi lên trên đó, gần ở đó đó, cho nên là nói thôi bây giờ lên Sài Gòn đi. Giờ mướn cái phòng trọ. Mướn cái phòng trọ rồi bắt đầu tao mới đi kiếm việc làm, giờ mình xin mình làm tạm đỡ. Thì tao có cái người quen, nghe nói là sắp mở ra cái đoàn lô tô. Thì có gì thì mình đi theo cái đoàn đó. Lô tô thì nó dễ, cái mình bán vé, mình bán được bao nhiêu á, thì mình ăn cái phần trăm. Rồi, bình thường á, mình làm thêm được cái gì đó thì mình có tiền. Với lại cái công việc đó nó phù hợp với mình. Còn mình tập, mình hát này, hát nọ đó, biết đâu mình hát được. Tại vì cái giọng của ba người nó bị lớ lớ các bạn. Thì còn khả năng mình lên mình hát được. Chứ bây giờ á, mà đi theo đoàn cải lương như vậy á, thì mình chỉ là chân sai vặt và tiền nó kiếm cũng không có nhiều. Thì thấy cũng đúng đi, thấy cô Na nói cũng hợp lý mà, hai chị em thì rất là tin tưởng cô Na. Cái mới chở vô Sài Gòn, đi gần nó vô Sài Gòn. Vô Sài Gòn cái mới đi kiếm phòng trọ. Đi kiếm phòng trọ trước rồi mới đi kiếm việc làm sao. Thì mới vô kiếm một cái phòng trọ mà không may giống như cái số đang lúc mà thời điểm nó đang xui hay sao các bạn. Vô trong cái phòng trọ đó thì lại gặp ma nữa. Và cái phòng đó nó rẻ, mấy chị em thì phải kiếm chỗ rẻ chứ đâu có kiếm chỗ mắc được. Tiền bạc nó đâu còn nhiêu đâu đó. Thì vô đó lại gặp ma mà giông dữ nữa các bạn. Và không biết là về sau sẽ ra làm sao. Và cái vụ việc của Hồng đó nó sẽ như thế nào đối với chú Danh và chú Tiến. Thì bảo mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe vào tập tiếp theo. Tập tiếp theo thì nó gây rợn hơn khá là nhiều. Còn bây giờ thì Bảo xin chào, hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc.